là ở Việt Nam chưa có một cái kênh nào mà nó thực sự là chia sẻ đủ và cũng như là rõ ràng và kỹ càng về cái chủ đề là làm video hay là sáng tạo nội dung. Em có thể chia sẻ những cái bước nào để mà người ta có thể xây dựng được một cái kênh YouTube không? Muốn trở thành một cái người sáng tạo nội dung, họ nên chọn TikTok hay YouTube? Đối với em thì em thấy là TikTok là cái môi trường để mà mình có thể test những cái idea cho nó nhanh, để rồi sau đó là mình tìm được đâu là cái chủ đề hợp lý để mình có thể làm YouTube. Ôi, rất là vinh dự vì hôm nay là Phương đã dành thời gian để đến tham gia. Chắc là mình sẽ bắt đầu luôn. Em hãy chia sẻ 3 thứ những cái bạn mà xem video này họ có thể thực hiện ngay nếu mà họ muốn trở thành một cái người sáng tạo nội dung, một cái content creator như em. Để có thể bắt đầu ngay lập tức thì nó sẽ có một cái thứ cực kỳ đơn giản thôi, không phải là ba thứ mà chỉ có một thứ thôi, đó chính là hãy bắt đầu kể những câu chuyện của bản thân. Tại vì đó là những cái thứ mà mình có sẵn trong mình và mình có thể dễ dàng kể nó rất là nhiều. Nếu như mình chỉ nói lý thuyết không thôi á thì nó sẽ rất khó để cho người ta hiểu, nhưng nếu mình đưa ra được ví dụ thì người ta sẽ dễ hiểu hơn, và thậm chí là mình kể nó một cách rất nhiệt huyết thì từ đó là mọi người mới cảm nhận được nhiều hơn, thì mình sẽ liên kết kết nối được nhiều người hơn và mình tạo ra được một cái dấu ấn riêng cho bản thân. Bởi vì những cái câu chuyện là những cái thứ mà không một ai có giống nhau được, tại vì mỗi người sẽ có những tình huống, những cái trải nghiệm khác nhau, cho nên cái câu chuyện là cái thứ tạo ra điểm khác biệt lớn nhất của mọi người. Cho nên cái việc đó mà mình kể câu chuyện của mình đó là cái thứ hay nhất mà mình có thể làm trong cái chuyện sáng tạo nội dung. Làm thế nào để thành công trong cái mảng sáng tạo nội dung này? Để kiếm tiền được từ cái thứ mà họ chia sẻ, cái quan trọng nhất là họ phải có một cái sản phẩm gì đó hay không, hay là mình có một cái thứ gì đó để mà mình có thể kiếm được tiền từ nó, thì rồi sau đó dựa trên cái đó thì mình mới làm những cái nội dung sao cho nó phù hợp. Còn cái việc á mà làm sao để nổi bật lên trong giữa đám đông thì nó có hai thứ thôi, đó là hai cái điều kiện tiên quyết để làm nội dung. Thứ nhất á, đó là điều kiện cần. Điều kiện cần ở đây là gì? Là những cái thứ mình nói nó có thật sự hữu ích hay không, nó có hay hay không, nó có ngoài sức tưởng tượng hay không, hoặc là nó có kiểu rất dễ áp dụng hay không, hoặc là nó có cảm động tới mức nào đó mà khiến cho người ta cực kỳ hay không. Nói chung là mình phải có cái chất riêng của mình phải có những cái cách làm riêng của mình để có thể giúp được cho người ta cái này cái kia, thì đó gọi là cái điều kiện cần. Mình cần phải thêm một cái nữa, đó là điều kiện đủ. Tại vì điều kiện đủ ở đây là gì? Là mình có hiểu được người ta hay không, mình có hiểu được nỗi đau lăn tăn của người ta hay không, mình có hiểu được đâu là cái thứ mà họ khó chịu, buồn bã, bực bội hay không, để mình liên kết, để mình connect được với người ta. Tại vì nếu như người ta không connect thì người ta cũng chỉ coi mình sơ sơ xong người ta bỏ đi. Còn nếu như người ta thật sự connect và người ta thấy là mình hiểu được nỗi đau của người ta thì người ta sẽ muốn coi nhiều hơn và người ta muốn áp dụng những cái nội dung mà mình chia sẻ nhiều hơn. Muốn trở thành một người sáng tạo nội dung không? Tập trung vào video content thì họ nên chọn TikTok hay YouTube. Sự khác biệt nào giữa hai cái nền tảng này? Và ngoài ra luôn thêm một cái câu nữa đi, không có đủ thiết bị dụng cụ thì họ có thể bắt đầu được không? Đối với em thì em sẽ dùng TikTok là một cái công cụ để mình test thử coi là cái idea, cái ý tưởng, cái chủ đề mà mình định làm này nè, đâu là cái chủ đề nào mà người ta rất thích. Tại vì mình sẽ có được cái feedback, cái phản hồi cực kỳ nhanh từ TikTok. Tại vì một video dở tự động nó flop, một video hay, một cái nội dung mà nó dính, nó đúng với người ta thì nó sẽ được lên xu hướng, và thậm chí là người ta sẽ comment và người ta sẽ nói rất nhiều, người ta sẽ nói về nỗi đau, người ta sẽ nói về cái thứ cuộc đời của người ta trong cái phần comment. Thì khi mà mình hiểu được cái này thì sao, thì em sẽ làm những video trên TikTok nhiều hơn về rất nhiều chủ đề khác nhau. Nhưng mà khi mà em làm giống vậy thì em sẽ biết được coi là người ta thật sự quan tâm đến chủ đề nào, hoặc là cái video nào, cái nội dung nào của mình người nó được lên nhiều view. Khi mà em biết được giống vậy rồi thì bây giờ em mới xét lấy một cái chủ đề đó, em qua bên YouTube em làm một cái video dài để cho người ta coi sướng hơn, cho người ta coi đủ hơn. Tại vì đôi khi cái format ngắn á, coi nó không có đã, coi nó không có sướng, và nó chỉ dành cho giải trí không thôi chứ không có học được quá nhiều. Cho nên là khi mà mình đã xác định được đâu là chủ đề người ta thật sự quan tâm thì em sẽ nhảy sang làm một cái video dài trên YouTube. Đối với em thì em thấy là TikTok là cái môi trường để mà mình có thể test những cái idea cho nó nhanh, để rồi sau đó là mình tìm được đâu là cái chủ đề hợp lý để mình có thể làm YouTube. Còn nếu như bạn nào mà không thích làm TikTok thì cũng có thể nhảy vô làm YouTube liền được. Nhưng mà quan trọng nhất là nó đòi hỏi là mình sẽ tốn rất nhiều thời gian, và không phải ai cũng có điều kiện để có thể làm YouTube một cách full time như vậy. Thì mình nên lựa chọn một cách khôn ngoan trong cái việc là mình đầu tư thời gian của mình ở đâu trong cái việc làm sáng tạo nội dung giống như vậy. Nếu như mà không có máy quay, không biết bắt đầu từ đâu thì có thể làm YouTube được hay không? Cái câu trả lời này đó chính là làm nội dung đó, nó không quan trọng là cái hình ảnh của mình ra sao, mà quan trọng là cái điều kiện cần với điều kiện đủ của mình có hay không. Thì khi mà mình làm được cái đó thôi thì người ta không quan tâm tới hình ảnh, mà người ta quan tâm được cái nội dung. Tại vì người ta đã được connect rồi, người ta thấy là cái nội dung này dành cho tao nè, nên người ta sẽ coi. Mặc dù cái hình ảnh nó không đẹp, chỉ cần audio của mình tốt, âm thanh của mình ổn là người ta nghe được là ok rồi, chứ mình không cần là nó phải quá đẹp. Đấy, và nghe em nói như thế này là anh cũng thấy là ok, mình cứ bắt đầu với những cái gì mà mình có, đúng không? Nhưng mà mình sẽ tập trung vào cái điều kiện cần và cái điều kiện đủ kia.
để xây dựng cái kênh của mình. Em sẽ có thể chia sẻ những cái bước nào để mà người ta có thể xây dựng được một cái kênh YouTube không? Đấy, và em cũng có thể chia sẻ thêm về cái cách mà em xây dựng cái kênh content creator của em được như ngày hôm nay không? YouTube nó bị một cái khó đó chính là hiện giờ mọi người thích coi video ngắn nhiều hơn là video dài. Và thậm chí để làm một cái video dài giống vậy thì nó rất ư là mất rất nhiều thời gian và công sức và thậm chí là chất xám của người ta. Thì đa phần rất nhiều người YouTuber đã bỏ cuộc giữa chừng, hay là họ không có một cái mục tiêu rõ ràng là ok, tao làm YouTube để được cái gì. Cho nên á, là cái bước đầu tiên nếu mà dám bắt đầu vô làm YouTube á, đó chính là cái chuyện mà mình có một cái mục tiêu rõ ràng hay không, kiếm ra được cái người nào đã làm được rồi thì mình hỏi người ta cách người ta làm như thế nào, rồi sau đó là mình dần dần mình làm dần từng bước, tại vì mình đôi khi mình sẽ không ra được kết quả liền, nhưng mà mình biết là ok, có mục tiêu như đây thì tao chỉ cần ráng thêm tí nữa tao tới được đây. Cái bước thứ hai của việc xác định làm YouTube đó chính là mình phải xác định được coi đâu là cái format, đâu là cái cách thể hiện mà phù hợp nhất đối với bản thân, mà nó dễ nhất đối với mình. Tại vì cái gì nó dễ thì mình mới làm được nhiều. Có người là người ta thích hình ảnh hơn, có người thì người ta hợp làm carousel hơn, thì mình phải xác định được coi đâu là cái format hợp lý đối với mình để rồi sau đó mình có thể làm nó một cách lâu dài hơn. Còn bước thứ ba đơn giản thôi, đó chính là mình có biết được đâu là cái chủ đề mà mình cực kỳ yêu thích hay không. Tại vì mình phải yêu thích nó thì mình mới có chịu bỏ thời gian để mình tìm hiểu, mình phải yêu thích nó thì mình mới có thể nói về nó được một cách nhiệt huyết, nhiệt tình. Chứ còn nếu như mà nói một cái chủ đề mà ok người khác thích nhưng mà mình phải ráng nói thì mình nhìn vô cái là mình cũng biết được coi là cái năng lượng nó như thế nào, thì mình sẽ dễ chạm, dễ connect được với người coi nhiều hơn. Thì đó là ba bước đơn giản để người ta có thể bắt đầu. Em có một cái chiến lược nào cho cái kênh YouTube của em không? Đơn giản thôi là khi mà mình làm một cái kênh YouTube đi về một chủ đề nào đó duy nhất, thì có một thứ mà mình cần biết thôi, đó chính là mình giúp gì được cho người ta, hoặc là cái đối tượng khán giả của mình đó, họ thật sự quan tâm và họ muốn đạt được kết quả nào. Em sẽ làm theo dạng giống như là một cái mind map, là ở giữa đó là mục tiêu mà kết quả mà người ta mong muốn đạt được đó là gì. Sau đó em sẽ chia nhánh ra để đạt được kết quả đó thì nó sẽ có những cái bước nào, có nghĩa là đâu là ba bước chính, đâu là ba cái kỹ năng chính người ta cần có được. Nó sẽ có thêm nhiều những cái bước nhỏ nữa để mà mình phải làm, và từ những cái subtopic đó nó lại thêm từng bước nhỏ nữa, thì mỗi cái bước nhỏ đó đó là một cái chủ đề để mình có thể làm video trên YouTube. Để rồi sau đó là khi mình làm những nội dung đó rồi thì khán giả người ta sẽ feedback cho mình có thể làm thêm video về chủ đề này hay không, thì đó là cái hướng đi tiếp theo cho mình cho phần nội dung đó rồi. Cái ở bên nước ngoài thì nó đã có cái xu hướng gọi là creator economy, là một cái nền kinh tế của việc sáng tạo nội dung. Ở bên nước ngoài đã có rất nhiều rồi, ở Việt Nam chưa có một cái kênh nào mà nó thực sự gọi là chia sẻ đủ và cũng như là rõ ràng và kỹ càng về cái chủ đề là làm video hay là sáng tạo nội dung hay là chia sẻ về cách làm sao để mình thể hiện được bản thân một cách rõ ràng hơn. Đó là lý do tại sao mà em quyết định là làm cái kênh Content Creator trở thành một cái kênh mà gọi là hay nhất Việt Nam về nói về cái chủ đề là làm nội dung, làm YouTube và chia sẻ về việc sáng tạo nội dung, trở thành một con người sáng tạo nội dung nó là như thế nào. Đó là cái lý do tại sao mà em đi được tới hành trình ngày hôm nay. Trong những cái mà Phương nói, anh rất là đồng ý. Anh học được rất là nhiều từ YouTube. Thực sự là YouTube như là một cái người thầy á, và mình không biết một cái gì thì mình lên Google rồi mình lên YouTube mình hỏi. Đấy, thì những cái người thầy ở trên mạng, và thậm chí là mình cũng không có mất tiền á, nhưng mà họ lại chia sẻ những cái thứ, những cái thông tin, những cái kiến thức là cực kỳ giá trị đối với mình. Và từ những cái kiến thức thông tin đấy là nó giúp mình rất là nhiều trong cái công việc, trong các cái kỹ năng, rồi thậm chí là trong cái cuộc sống của mình. Vậy là ai mà muốn sáng tạo nội dung thì là các bạn đã biết là phải làm gì rồi đấy, và quan trọng nhất là take action nha. Nghe em kể xong là anh cũng được inspire rất là nhiều. Em cũng vừa chia sẻ là em cũng có một cái khóa học để giúp trở thành những cái người sáng tạo nội dung, để tạo ra những cái video thú vị hơn, thì là hoàn toàn là có thể tham khảo và học online của Phương nhé. Thì với những cái bạn xem video này, nếu mà các bạn có bất cứ cái câu hỏi hay thắc mắc nào cho Jayden thì các bạn là có thể liên hệ trực tiếp, có email là Content Creator, rồi ngoài ra còn cái kênh YouTube nữa đó, thì các bạn có thể follow Content Creator. Cảm ơn Phương rất là nhiều. Cảm ơn anh Đức nhiều.